Thưa quý vị, vào sáng ngày 18 tháng 4 tại Hà Nội thì Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án chính 6 tháng đầu năm 2023. 6 tháng đầu năm 2023 thì đã thi hành án dân sự hơn 234.000 việc, đạt tỷ lệ là 54,02%, xong hơn 52.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ là 26,47%. Trong công tác theo dõi thi hành án hành chính thì các cơ quan đã thi hành xong 216 việc, tăng trên 140% so với cùng kỳ của năm ngoái. Qua sơ kết cũng cho thấy là vẫn còn tình trạng chưa chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, vẫn còn có những vi phạm sai sót dẫn đến khiếu nại, tố cáo hoặc là phát sinh trách nhiệm bồi thường.